Ngày 13 tháng 12 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt 50 đại biểu thanh niên công an dự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Sau khi nghe báo cáo nhanh của Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, lắng nghe các ý kiến đề xuất của đại biểu thanh niên công an, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu, đánh giá cao vai trò của thanh niên nói chung và thanh niên công an nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tới đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an nhân dân. Nhìn vào các phong trào do Đoàn Thanh niên Bộ Công an chủ trì đã cho thấy tính tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh sáng tạo được phát huy trên các mặt công tác, từ học tập, rèn luyện, chiến đấu, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý dữ liệu dân cư, cấp hộ chiếu, đồng thời bảo vệ an ninh trên không gian mạng. Đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên công an tại các địa bàn phường xã, nhất là địa bàn 415 xã miền núi đặc biệt khó khăn trong thời gian vừa qua, biểu dương tinh thần chiến đấu của đoàn viên thanh niên công an trong việc đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm về ma túy, kinh tế, hình sự, tuyên dương các tấm gương đoàn viên thanh niên công an đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong lực lượng công an nhân dân trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác học tập, rèn luyện, đấu tranh với các loại tội phạm và phục vụ nhân dân. Tại Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 này, đoàn đại biểu thanh niên công an phải thể hiện được vai trò của mình, đại diện cho tiếng nói của hàng chục vạn thanh niên trong toàn lực lượng, tham gia hoạt động tích cực vào các nội dung của đại hội, tham góp để xây dựng thành công nghị quyết của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027. Thay mặt cho đoàn đại biểu, đồng chí Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an tham gia đại hội với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả.